Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải bài tập trong vở bài tập toán lớp 1, tập 2, sách cánh diều. Hôm nay chúng ta sẽ làm bài luyện tập bài 48, trang 21, bài số 1. Câu A. Một chục này, hai chục, ba chục, bốn chục. Bước 1 nữa là 41. Chục là bên tay trái, đơn vị là số 1. Tương tự, một chục, hai chục, ba chục, bốn chục, năm chục, sáu chục, số 6. 1, 2, 3, 4, số 4. Số 6, còn lại là hàng đơn vị là số 4. Câu C. Một chục, hai chục, ba chục, bốn chục, năm chục. 50, số 5, số 0. Một chục, hai chục, ba chục, bốn chục, năm chục, số 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 đơn vị. Số 5, số 7. Bài số 2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm. 27 gồm 20 và 7 đơn vị. 63 gồm 60 và 3 đơn vị. 90 gồm 90 và 0 đơn vị. Số 0. Bài số 3. Viết số tích hợp vào chỗ chấm theo mẫu. Mẫu là gì đây? Số 5 gồm 50 và 1 đơn vị. Viết là 51, được không? Gồm 1 chục và 5 đơn vị thì viết là 15. Gồm 4 chục và 3 đơn vị là số 4 và số 3. Gồm 8 chục và 2 đơn vị là số 8 và số 2. Gồm 3 chục và 3 đơn vị là số 3 và số 3. Qua bài tiếp theo. Bài số 4. Chục là 1, đơn vị là 3, viết là 13. Nào. Chục là 4, đơn vị là 6, viết là 46. Chục là 8, đơn vị là 8, là hai số 8. Nào. Người ta cái này người ta hình đã cho là viết là ta 52 thì chục là số 5 và đơn vị là số 2. Bài số 5. Đếm đầu viết số cái số quả mỗi loại vào ô trống. Rồi. Chúng ta xem cái này là dưới nè, dưới cùng, đã xuống dưới cùng thì gồm có là xoài, thanh long, lê và trái chuối. Thì chúng ta sẽ đi đến trái xoài trước ha. Trái xoài thì đây, cái dãy này là dãy xoài đây. Chúng ta đếm coi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. 11, 12, 13. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ở đây nữa, hai trái nữa là 32. Được, như vậy chỗ này là 32. Rồi, thanh long. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Như vậy đây là 10 này. 10 này. 10, 20, 30, 40, 50. 50 với 4 lẻ nữa là 54. Được không? 54. Rồi, đến lê. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Như vậy là 10 này, 20 này, 30 này, 40 này. Cái này bao nhiêu đây? Đủ 10 không? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Này cũng 10 luôn. Thì như vậy, trong này là 1 chục, 2 chục, 3 chục, 4 chục và 5 chục. Này là 50. Rồi, chuối. Chuối này bao nhiêu đây? Một nải là bao nhiêu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10.
10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Rồi. Vậy là chuối là 70. Bài hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em.